Hey, chào mừng các bạn trở lại kênh YouTube của Mi Channel. Và nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến kênh thì đây sẽ là kênh chia sẻ, đánh giá cũng như là trải nghiệm những thiết bị công nghệ. Thì các bạn hãy bấm like, share, subscribe để có thể xem tiếp những video mới nhất nha. Rồi và vẫn còn một thời gian khá là lâu nữa thì Samsung Galaxy Note 10 mới ra mắt. Nhưng hiện tại thì đã có rất nhiều bản concept, rất nhiều bản thiết kế rất đẹp về Samsung Galaxy Note 10. Và theo như Samsung tiết lộ một chút và có thể sẽ chúng ta sẽ có đến 4 đến 5 bản Samsung Galaxy Note 10. Thì hôm nay mình sẽ cùng anh em ngắm qua một số bản concept rất đẹp của Samsung Galaxy Note 10 nha. Rồi và tại Bạch Long Mobile tháng 4 này thì anh em có chương trình là khi mua hàng anh em sẽ được quay số may mắn online. Và tỷ lệ trúng quà là 100% cho tất cả anh em. Cùng với đó là tổng giải thưởng của chương trình này lên đến 340 triệu đồng. Thì anh em có thể tham khảo link mình để phía bên dưới để anh em có thể xem qua chương trình này nha. Rồi và giống như những sản phẩm khác thì Samsung Galaxy Note 10 phải còn rất lâu nữa thì nó mới ra mắt. Nhưng hiện tại thì đã có rất nhiều bản concept cũng như là những bản thiết kế rất đẹp. Và phần nào đó cho anh em chúng ta có thể nhìn được và tưởng tượng ra được viễn cảnh của Samsung Galaxy Note 10 nó sẽ trông như thế nào. Thì theo thông tin của những bản concept thì Samsung Galaxy Note 10 chúng ta sẽ có 4 bản. Là hai bản tiêu chuẩn, đó chính là bản có màn hình là 6.28 inch và bản có màn hình là 6.7 inch. Và Samsung sẽ có thêm hai bản đặc biệt nữa và hai bản này có thể là sẽ tích hợp 5G. Và ngoài ra thì nhiều tin đồn Samsung Galaxy Note 10 sẽ có thêm bản màn hình nhỏ được gọi là Samsung Galaxy Note 10 E. Và phiên bản này sẽ được thay thế được toàn bộ phím bấm trên màn hình, những phím bấm vật lý sẽ được lược bỏ hết. Thì nó sẽ thay thế những cái cảm biến. Và mới đây một kênh YouTube có tên là DBS Designing thì đã cho chúng ta được một số bản concept rất đẹp của Samsung Galaxy Note 10. Thì ở bản concept này thì máy sẽ được trang bị 4 camera sau, màn hình full view và không có những khiếm khuyết như là tai thỏ hay là giọt nước hoặc là nút ruồi ở trên màn hình. Thay vào đó thì camera trước của máy sẽ được đặt vào bút S Pen và để bên phía trên máy và sẽ được hỗ trợ điều khiển từ xa luôn trên bút S Pen này. Và tưởng như là rất khó nhưng anh em có thể thấy là hiện tại của S Pen từ những đời Note 8 lên Note 9 thì anh em có thấy được là nó được cải tiến rất là nhiều. Và S Pen được xem như là linh hồn của dòng Galaxy Note, cho nên là việc Samsung sẽ phát triển cái S Pen này cao cấp hơn và tốt hơn và nhiều tính năng hơn thì nó chắc chắn là sẽ có trong tương lai. Và mới đây thì hồi đầu năm Samsung đã nộp bằng sáng chế liên quan đến công nghệ này, là công nghệ tích hợp camera vào bút S Pen. Nhưng cái công nghệ này mình nghĩ là nó vẫn chưa có được thực tế lắm, cho nên là ok, anh em chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng và kỳ vọng một tương lai nó sẽ được tích hợp camera vào bút S Pen nha. Và cuối cùng là giá bán, rất nhiều kênh đã nói về cái điều này và theo mình thấy giá bán hợp lý nhất cho con Samsung Galaxy Note 10 mới đâu đó khoảng từ 1.500 đô. Thì anh em có thể thấy rất là mắc, nhưng những dòng flagship ra lần đầu tiên thì mình thấy dạo gần đây là những flagship đang có dấu hiệu là sẽ tăng giá lên, bởi vì những công nghệ mới, những linh kiện mới nó sẽ đắt đỏ hơn rất là nhiều. Và với việc mà Samsung tích hợp thêm rất nhiều công nghệ mới vào một chiếc điện thoại cao cấp nhất của hãng này thì có thể mức giá 1.500 đô đã là mức giá rất là ổn và hợp lý so với em nó rồi. Và anh em thấy thế nào về Samsung Galaxy Note 10? Anh em mong chờ là nó sẽ có được tích hợp những công nghệ mới nào? Anh em hãy comment phía bên dưới và đừng quên like, share, subscribe, nhấn chuông để xem tiếp những video mới nhất của kênh nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.